mặn có 15 ngàn hả cô? Dạ bình dân mà ngon quá ha, bóng hói luôn rồi cô chú. Ngon hả? Cái này không cô? Không, bán khác rồi. À, là... à cũng như chuyển chỗ ha. Thôi à, lúc này hơi chậm thì ráng cố gắng lên vài bữa nó mưa xuống à, bà con sẽ mua nhiều hơn chút. Rồi chúc cô à, vui vẻ, hạnh phúc hả cô? À, rồi đây xin lên sẽ bán đắt. Rồi, chào cô. Cắt lúa rồi dòng dân thì không có nhà nhiều nên bà con cũng bán là chậm. Nào các cháu đem tiền về bà con sẽ bán đắt hơn chút. Nhất là cô ở đây nghe chợ Trường An nha cô chú. Mai mốt có đi chợ Trường An là lại ủng hộ trái cây cho cô luôn nha. Đặc biệt là mình thấy dưa hấu nhiều lắm nè. Cỏ tươi luôn mà cái vỏ cũng khéo luôn nha. Bà con có chiên chuối chiên luôn nè. Cái này là chuối chiên cắt ra chiên nè cô chú, giòn lắm đó. Này mình bán bọc này bao nhiêu rồi ký? Dạ ký. Dạ ký nhiều vậy hết cô? À ký có 70 cô chú ơi. Này có cô làm nhà luôn hả cô? Cô tự tay cô làm luôn hả cô? À cô nhiêu tuổi, cô giỏi quá vậy cô? Được nhiêu tuổi rồi? Dạ cô lớn nè mà cô còn sức khỏe còn dồi dào, gái trồng nhiều lắm luôn á. Cô này bán dưa gan đặc biệt quá ta. À, 15 ngàn hả? Cô bán đẹp. À, cái này cần ký luôn hả cô? Cần ký luôn ha. Ký này cô bán ra khoảng nhiêu ký vậy cô? À, bình dân đó ha. Rồi chúc cho cô mua mai đắt tiếp theo á. À vậy hả? Ồ ok quá ta. Ngon quá nè. Cô làm nhẹ hả cô? Ồ rồi, màu sắc thực hở luôn rồi cô chú. Màu này là màu an toàn thực phẩm đó nè cô chú. Ồ quá trời ngon luôn. Năm nay chị hai khoảng nhiều tuổi chị hai? Mà 74 mà còn gói xôi, gói bánh, bánh nấu và bánh tét luôn nè. Quá giỏi luôn nè cô chú. Này nhiều quá vậy à, mỗi ngày đòi gói khoảng nhiều cái mà nhiều quá vậy chị. Lóc nướng rồi hả? Dạ cũng như lên YouTube bà con nào muốn coi coi vậy đó. Cô coi cũng được à, chú Sáu Cà Me nha. Chú Sáu Cà Me sẽ gặp. Để dành lưu niệm luôn cô. À. À. Có đi chợ Trường An ghé hội chị nha. Với cô này cũng vui vẻ lắm nha. Về học vịt, học gà rồi chấm cốc luôn. À. À, chúc chị ngày 8 tháng 3 gặp mình nhiều hạnh phúc nha. Rồi máy bay. Bên đây có cô này bán quýt cũng rất ngon rồi cô chú. Chắc mình có lợi lắm luôn nha cô chú. Ở này đâu có lặt nữa đâu, đâu có tốn đâu. Cần thí dụ vài trăm gram là nó nhiều luôn á. Nhà rồi lặt ra bán cho nó bao. À, vậy hả? Vậy dạ. Hả? À, được quá ha. À, chứ thường thường để luôn thì nó nặng ha, cái này nó nhẹ. Dạ. Tính ra bán gì cũng rẻ quá luôn nha, tại lặt gì nè, cân ký nhiều lắm luôn. Rồi ở nhà mình luôn đó hả? Mình bán bằng hai cái này nữa mới được. Rồi chúc sức khỏe cô á, đây số lên sẽ mua mai bán đắt. Rồi gia đình mình hạnh phúc. Rồi, đặc biệt nhất là sau này con cháu hiếu thảo với cô nha. Rồi, máy bay. Vui quá cô chú ơi, nhiều lợi quá ha. À, hồi Tết bây giờ cô thấy bán đắt không cô? Dạ, cũng được ha. Năm nay nhiêu tuổi cô? À, cũng ok quá ha. Cũng được, chúc sức khỏe cho cô sẽ sống thêm nữa. Và vui vẻ với con cháu. Và có những gì hay chia sẻ với con cháu. Để con cháu sẽ... đây tàu hũ chai rất ngon cô chú. À 10, 12 là 22 với 12 là 34 nè. À rồi nói chuyện cũng khác nhau mà. Chào cô, hôm nay mình bán gâu ghém quá ngon hả cô? Ủa, quá ngon luôn, đặc biệt là gâu ghém chuối nè, gâu ghém chuối nè, ngon quá. Thường thường mình làm gỏi gì ngon hả cô? Cái này là gà vịt thì cũng ngon. Dạ vậy hả?
Dạ. Rồi mình bỏ rau thơm gì vô cho nó hợp á. Rau găm hả? À đúng rồi, giống như hột vịt lợn phải dùng với rau găm ha. Nếu mình khác rau thì nó mất cái ngon đi ha. Đúng rồi. Thầy gia ngộ ta. Dân gian mình với bà. Mình chào cô chú anh chị và cháu. Hôm nay chú Sáu Kè Me đến chợ Trường An, thành phố Vĩnh Long. Sẽ quay tiếp theo cho cô chú xem. Đầu video chúc cô chú anh chị và cháu luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp may mắn, phát tài, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Rồi chú Sáu Kè Me sẽ quay tiếp theo. Đây đường về màn hình, đây là về Vĩnh Long nè cô chú. Còn mình quay tiếp theo là vào đây là bên phải là chợ Trường An. Ở trước là thấy có cháu này đang bán bông hoa rất đẹp luôn cô chú ơi. Này có mận luôn, rồi ở đây có bầu luôn cô chú, rồi hành luôn, có cà luôn cô chú, cà chua. Này có chuối xiêm luôn, cô đang lựa bắp cải. Đây có ốc móng tay, có cô này đang mua bông 15.000. Cô sắp đẹp quá luôn nha cô chú, dưa cải luôn, rồi tiêu cà sẵn luôn nha. Thường ngày con có bán đây không cô? Không, bán chỗ khác không. Cũng như chuyển chỗ ha. Thôi lúc này hơi chậm thì ráng cố gắng lên vài bữa nó mưa xuống bà con sẽ mua nhiều hơn chút. Rồi chúc cô vui vẻ hạnh phúc ha cô. Rồi đây sắp lên sẽ bán đắt. Chào cô. Quyết tâm xây dựng chợ Trường An văn minh sạch đẹp nha cô chú. Đây là có bán bánh nè cô chú ơi. Rồi bên đây có dưa gan. Đây mặn có 15.000 hả cô? Giá bình dân mà ngon quá ha, bóng hói luôn rồi cô chú. Có bán dưa hấu luôn cô chú. Ngon nha, xài rồi có cô bán cũng rất ngon luôn nè, đặc biệt là có quýt cũng ngon nữa nè. Rồi vú sữa. Cháu đi Bình Dương rồi đi vòng làm lao động rồi cắt lúa rồi dông dân rồi không có nhà nhiều nên bà con cũng bán là chậm. Nào các cháu đem tiền về bà con sẽ bán đắt hơn chút. Nhất là cô ở đây nghe chợ Trường An nghe cô chú, mai mốt có đi chợ Trường An là lại ủng hộ trái cây cho cô luôn nghe. Đặc biệt là mình thấy dưa hấu nhiều lắm nè.
cỏ tươi luôn, mà cái vỏ mỏng khé luôn nha cô chú, mua là lại luôn đó nha cô chú. Rồi cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô, mua mai bán đắt tiếp theo. Chào chào chị, cam ngon quá, có 15.000 ký hả chị? À, bình dân quá ha. Rồi sibo nữa nè, này cũng 15 luôn. Xoài xoài cô, cũng 15 luôn. Dạ, à, vậy là 15 đồng giá luôn. Cô có bán bánh chén rồi cô chú ơi, bánh chén cô nướng sẵn đó kìa, quá ngon luôn nha. Rồi. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô nha. Đây sắp lên sẽ bán đắt hàng hơn. Dạ. À có trái dừa, có nguyên bồn dừa này, rau rất ngon luôn cô chú. Cam cam ngon quá, có chiếc sữa luôn, sữa rất ngon một chút, có chuối, bóng thái luôn này, chú xòi kìa, rất ngon luôn. Độc lan, sa ghi, mạnh. À, có cháo bên đây đang mua ổi rồi, ổi rất ngon. Có cô bên đây bán độc phộng với sa ghi cũng ngon lắm nè cô chú. Có nhãn đây nè. Nhất là ổi sa ghi gì không? Có bự da xanh rất ngon luôn nè cô chú, mặn cầu luôn. À, có cô bên đây bán khoai lang nấu sẵn ngon quá nè cô chú ơi. Chào cô. À, xoài ngon quá ha, trái bự bự không kìa, đặc biệt có mấy trái xài chín này ngon. Xài này kêu xài gì vậy cô? À, cát Hòa Lộc nè cô chú, cát Hòa Lộc là nổi tiếng lắm đó nè. Cái này là ở chợ Trường An mình nè cô chú, muốn ăn xoài cát Hòa Lộc là lại đây ủng hộ cho cô này nha. À, chào cô, có ốc quắn ngon quá ha cô, ốc bự nữa nè, quá ngon luôn. Đặc biệt là cô có làm sẵn hến kìa, mình mua ít về nấu canh là rất ngon nha cô chú. Quá ngon luôn. À, cô hai này bán chuối đồ đủ cũng ngon nè. Rồi đặc biệt là cô có chiên chuối chiên luôn nè. Cái này là chuối chiên, sắc ra chiên nè cô chú, giòn lắm đó. Này mình bán bọc này khoảng nhiêu rồi ký? Dạ 1 ký. Dạ 1 ký nhiêu vậy hả cô? À 1 ký có 70 cô chú ơi. Cái này có cô làm nhà luôn hả cô? Cô tự tay cô làm luôn hả cô? À cô nhiêu tuổi, cô giỏi quá vậy cô? Được nhiêu tuổi rồi? Dạ cô lớn nè, mà cô còn sức khỏe còn dồi dào nè.
câu sắt ra từ miếng chuối mỏng luôn rồi câu chiên nó kìa. À, cô giỏi quá. Thôi giờ chúc sức khỏe cho cô nha, sống thật khỏe nha, và làm những sản phẩm chuối cho bà con ăn cho ngon ha cô. Rồi chào cô. Chào cô, bán dưa gan ngon quá nè, bột không là cô chú, dưa gan trái dài dài không à, cái trong nhiều lắm luôn á. Cô này bán dưa gan đặc biệt quá ta. 15 ngàn ký. 15 ngàn hả? Dạ, 15 ngàn ký thôi. Này mình bẻ ra mới, đằng mình làm mẫu hả cô? Mình bẻ ra mình bán luôn. Rồi vừa mẫu vừa bán luôn ha. Quá ngon nè, cơm dày nha cô chú, mà trái này dài dài không à. Mình thấy ruột nhỏ đó nha, nếu mua dưa gan này là mình lợi nhiều lắm đó. Cái nhiều, ruột ít và vỏ mỏng luôn. Quá ngon luôn nha, nho của cô bán nè cũng ngon nha. Rồi quýt luôn. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, đây sớm lên sẽ bán đắt hả cô. Rồi gia đình mình luôn hạnh phúc. Như là cam này như vậy. 50 ngàn ký. Ngon quá luôn, ngon quá luôn. Cát Hòa Lộc 50, cát Chu 45. Chào cháu. Có đợt lan này à, sao mà cục cục không ú quay ngon quá vậy ta? Vậy hả? Lan hai nhà luôn ha. Dưới mình cắt gọn cho bà con mua cho lợi chút ha. À mua cái này lợi lắm à, cô chú. Này mình thấy cái đợt không luôn nè. Này à, của nhà mình hay gì ha? À của nhà hàng gì bán rẻ. À đúng rồi, quay phim đặng giới thiệu cho chợ Trường An mình mới bố bà con biết mua cái gì đó, gặp cái coi video cái nữa mua luôn à, không tiện. Mình bán gì đó, mình bán gì đó, mua đi mua hả? Hả bán hả? Ờ à, bán số hả? Ờ à, giới thiệu đi, hồi đó giờ mình bán có trúng lô nào lớn không hả? Lô nhỏ mà. À vậy cũng được rồi, miễn có trúng được rồi. Dũng ok quá ta, mà thấy này thon gọn và ấy nè, mai mốt chắc mình trúng đặc biệt luôn đó nha. Đặng mai mốt bà con mua cho nhiều. Mai mốt bà con thấy bà con mua nhiều chứ. À ngon quá, đọt lan nãy giờ mình thấy ngon quá, nãy giờ mình đi ở đây mình chưa đi nữa nè. Non dữ lắm mà nó mập u quay luôn á. Dì Hai bên đó cũng có bán số nữa rồi coi chút. Có mít luôn. Bên đây đây bán bánh phải mì luôn, bánh chuối cũng có luôn. Cô làm nước cốt dừa rất ngon nè cô chú, đậm đặc luôn nha. Cái này chắc mình nghĩ là béo lắm luôn á. Nếu mà mua về mình chan nước cốt vô ăn rất ngon luôn đó cô chú. Nên có đi chợ Trường An này mà không mua bánh chuối với bánh bò là rất ổn nè cô chú. Tại vì mình thấy là đặc biệt là có nước cốt nè, rất ngon luôn. À, nãy chuối chín hầm hầm ngon quá ta. À, cô bán kìa. À cái này cần ký luôn hả cô? Cần ký luôn ha. Ký này cô bán ra khoảng nhiều ký gì cô? À bình dân quá ha. Rồi chúc cho cô mua mai đất tiếp theo hả cô? Bên dì Hai này cũng vậy nha, bán bắp đây tới trưa bán cho thật đắt ha dì Hai, bắp ngon quá nè.
hộp vàng tươi luôn nha. Rồi chúc sức khỏe cho về mua bán đất tiếp theo. Dạ. Này kẹp cài luôn cô chú ơi. Ở bên đây là mình thấy có bán bông hoa nè. Cô này có bán cái này này sâm hay gì đó cô chú ơi. Sâm trà sữa hả? Ngon ngon quá luôn, sâm trà sữa cầu cầu luôn kìa. Rồi cô có ốp đá rất ngon nha. Đá này đá tinh khiết luôn nè. Cô này làm rất chất lượng nha. Đó là cho cô quay cô câu luôn. Vậy hả? Ôi ok quá ta. Ngon quá nè. Cô làm nhẹ hả cô? Rồi màu sắc hực hở luôn rồi cô chú. Màu này là màu an toàn thực phẩm đó nè. Dạ, đúng rồi. 100% màu tự nhiên luôn. Ôi quá trời ngon luôn nha. Cô này... cô này rất vui vẻ nè, và cô làm sản phẩm rất chất lượng đó, nên có mua thì ghé để ủng hộ giùm cho cô này nha. Chú này đây đang mua bông nè, nãy giờ đi uống cà phê vòng vòng, bây giờ trở lại lấy bông đem về tiếp theo. Ở đây có chè nữa nè cô chú. Bên chị hai bên đây vui tánh quá nè, mình lại mình quay giới thiệu cho chị hai này luôn. Con nhóc mình non non không ngon quá ha chị. Chị lặt sẵn kìa, mình mua chắc mình có lợi lắm luôn nha cô chú. Ở này đâu có lặt nữa đâu, đâu có tốn đâu. Cần thí dụ vài trăm gram là nó nhiều luôn á. Không, cái này của nhà lặt ra bán cho nó mau. Vậy hả? Được quá ha. Chứ thường thường để luôn thì nó nặng ha, cái này nó nhẹ. Tính ra bán gì cũng rẻ quá luôn nha, tại lặt gì nè, cân ký nhiều lắm luôn. Rồi ổi nhà mình luôn đó hả? Mấy trái ổi rồi rồi nè, ngon dữ ta. Rồi có hũ hoa đắng luôn nè. Có đọt hũ hoa luôn hả? Dạ, ngon quá luôn nha. Rồi chúc sức khỏe cho cô, đây tới trưa bán hết hàng này nha cô. Rồi, gia đình mình hạnh phúc và con cháu hiếu thảo luôn hả cô? Dạ, chào cô. Mình thấy hột vịt đây quá ngon kìa, hột vịt lộn kìa, hột bự bự không à, mà cái này mình thấy mình nghi hột vịt này vừa ăn lắm luôn nha cô chú, vừa ăn luôn đó, quá ngon kìa, nhìn thấy quá. Với cô này cũng vui vẻ lắm nha, hột vịt, hột gà rồi trứng cút luôn. Chúc chị ngày 8 tháng 3 gặp mình nhiều hạnh phúc nha. Rồi máy bay. Bên đây có cô này bán quýt cũng rất ngon nè cô chú. Quýt bự, quýt nhỏ. Ngon quá nè. Một người mua không có nhiều, chạy nhờ người nhiều người mua đặng cho nó số lượng. Người mua nó đâu giật hàng đâu. Mỗi mốt là cho vài trăm người mua luôn. Đặng cho mình bán bằng hai cái này nữa mới được. Rồi chúc sức khỏe cô á, đây số lên sẽ mua mai bán đắt, rồi gia đình mình hạnh phúc, rồi đặc biệt nhất là sau này con cháu hiếu thảo với cô á. Rồi máy bay.
Vui quá cô chú ơi. Bên đây có mận nè, mỗi cái bà cái trái mận là có chùm cái bọc lại và nó rất thấy sạch sẽ và an toàn thực phẩm luôn nha cô chú. Bánh sữa chua rất ngon luôn nè, có xôi luôn, đặc biệt bên đây có bánh tét luôn, bánh bò luôn rồi cô chú, bánh bò bự, bánh bò nhỏ luôn. Cháo này bán ngon quá ta, bán sản phẩm rất ngon nè, ngon quá. Bánh tét cũng vậy nghe cô chú. Rồi chúc cho cháu mùa mai bán đắt ha cháu. Rồi, gia đình vui vẻ hạnh phúc luôn. Rồi chào cháu. Cô bán bánh mì vui quá nè, để mình vô mình quay cô. Sao mình có bánh mì nhiều quá vậy cô? Mình đếm là mình cơ sở sản xuất của mình. Hay gì ta, mình làm gần đây không cô? Vậy hả, cũng tiện ha. Đó lại đây gần á, vô chở lại bán cũng được. Nè cô làm ổ bánh mì tròn quay ha, mà bự lắm. Hiện giờ ổ này khoảng nhiêu tiền cô? Bình dân ha. Nè bánh mì bự luôn kìa. Bên đó khác hả cô? Vậy hả? Thôi vậy ạ. Dạ. YouTube bên chú Sáu Cà Me, cũng như cái kênh chú Sáu Cà Me đó, bấm đó thì vô cô để dành lưu niệm luôn. Để sau này cái nhiều khi mình không có lưu niệm nó kể đi cho con cháu nó xem, nói thì là ông bà gì đó. Lớn tuổi mà còn ra chợ bán nó, còn giờ mấy đứa con đi vòng vòng không chịu lo làm ăn gì. Dạ. Vậy hả cô? Rồi chúc cho cô mai mốt sẽ sản xuất bánh mì gấp mấy lần như thế này và cô gia đình vui vẻ hạnh phúc. Rồi chúc các cháu sau này sẽ làm ăn gặp may mắn và phát triển hơn. Rồi cảm ơn con á. Rồi chào cô. Bà hôm nay bán được không bà? Sáng giờ bán được không? Sáng giờ ấy hả? Sáng giờ các anh mua nhiều chưa? Mới bán được có 100 mấy 200 ngàn. 100 mấy hả? Dạ. Bữa nay bà lỗ sang dịch bà. Bà đi xe ra đây hả? Đi xe vẫn đi về 40 ngàn. 40 ngàn này ha, rồi đóng tiền trọ nữa. Đóng trọ 6 ngàn. 6 ngàn, dạ. Rồi chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Hôm nay bà nhiều hạnh phúc. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 nha. Chúc bà gia đình luôn hạnh phúc luôn nha. Hôm nay là cũng xuất ngày. Chỉ có bánh cơm nước là phụ nữ luôn. Bánh cơm nước hay mà cái gách. Cái gách chắc là đẹp hơn trước. Năm nay chị hai khoảng nhiêu tuổi rồi chị hai? Chị 74 rồi. Dạ cũng đỡ quá ha. 74 mà còn gói xôi, gói bánh ú và bánh tét luôn nè. Quá giỏi luôn nè cô chú. Này nhiều quá vậy? Mỗi ngày đợi gói khoảng nhiêu cái mà nhiều quá vậy? 100 bánh hả? Bữa nay bán hơi chậm hả chị? Rồi, thôi chúc sức khỏe cho chị khỏe mạnh hoài ha. Không có đau nhức nha. Cho nó khỏe hoài tới 100 tuổi luôn nha. Rồi kể có những gì hay chia sẻ với con cháu. Mình thời gian lâu mình nhiều khi cái xưa thì mình kinh nghiệm hơn chút vậy. Trẻ thì nó hiện đại bây giờ, còn mình thì thời cổ đại chút. Mà cũng có sáng tạo chứ. Mấy là gói những cái bánh này rất ngon nè. Chứ trẻ giờ cũng như là đâu có gói đâu, đâu gói đâu. Tại lo làm việc khác. Dạ, vậy hết cô. Rồi. Sao nãy nó hoàn cảnh gì đó có gì hả? Bây giờ cô có thể đọc địa chỉ hôm nay đi, bữa nào có rảnh cái coi theo địa chỉ này để thì đọc cho vô dính vô đây luôn để về mình quên. Địa chỉ 267 phường Trường An. Rồi tiếp thị xã Vĩnh Long. Rồi. Rồi, khi nào có dịp rảnh thì lại sẽ quay video giùm cho cháu. Rồi chào chị ha. Quay YouTube giới thiệu chợ Trường An mình bán đủ thứ đồ nè, bà con coi cái này nữa dễ mua.
Dạ. À chào cô. Cô bán khăn rồi bán vớ rồi. À nhiều nhiều loại quá ha. À hồi Tết đó giờ cô thấy bán đắt không cô? Dạ cũng được ha. Năm nay nhiêu tuổi cô? À cũng ok quá ha. Cũng được, chúc sức khỏe cho cô sẽ sống thêm nữa và vui vẻ với con cháu, và có những gì hay chia sẻ với con cháu để con cháu sẽ hiểu và học hỏi, trở thành là người tốt có lợi cho gia đình xã và xã hội hả cô? Dạ dạ. Rồi chào cô. Cô bán gà muống rất ngon à, cô chú dài dài nè, dài dài mà nó nghèo luôn nha. Quá ngon luôn cô ơi. Rồi cái này rau người ngoài ngoài Bắc kêu bằng rau gì cô nè? Hả? Rau thơm mà như cái này kêu gì quên người ta? Không phải cái rau tí tô. Đó, cô bán nhiều rau thơm nha. Cái này mà nếu mà mình làm bánh xèo hay là mình cắt lóc nướng rồi hả? Dạ cũng như lên YouTube bà con nào muốn coi coi vậy đó. Cô coi cũng được. À, chú Sáu Cà Me nha. Chú Sáu Cà Me giờ sẽ gặp. Để dành lưu niệm luôn cô. À có mấy trái cà bự quá ngon quá ta, còn cuốn luôn kìa. Đẹp quá luôn cô chú. Bóng hới luôn, đỏ tươi luôn. Kìa cô cũng có bán bán lúa cho gà ăn với các thứ nè. Vậy hả? Bữa nay bán cũng hơi đắt hả cô? Được quá ha. Mà cũng đỡ đỡ, bữa nay đỡ đỡ ha. Còn có một trái một này ký nhiều vậy cô? Lúa hả? À. 12 ngàn mà bán một lúa này kêu lúa gì vậy cô? Lúa tròn cho gà. À lúa tròn cho gà ăn cô chú. Cũng tiện cho các cháu có nuôi gà lại đây mua 1 ký 2 ký là cô bán là tiện luôn. Rồi chúc sức khỏe cho cô ha. Đây sắp lên sẽ bán thật nhiều và thật nhiều hả cô? Rồi, chúc ông nghe, phát tài nha, tiền vô như nước nha. Rồi, cái quan trọng là sức khỏe cô dồi dào nha. Đúng rồi đó, cảm ơn ông dữ lắm luôn, ông chúc ra tiền bán thành những đời mà sức khỏe là quan trọng nhất. Dạ, sức khỏe dồi dào, sức khỏe mới làm ra được tiền chứ mất sức khỏe. Dạ, vậy hả? Thành 3-40 năm nay rồi. Dạ, thì nói chung còn sống rồi giống như mình còn lao động cho vui đi ha. Vậy. Cũng còn. Dạ kể nô đi. Nô quốc thì nô chạp chạp luôn. Thì con người mình mà muốn đi xa giờ nào mình đâu biết được đâu. Thì mình cứ cứ sống rồi mình cứ vui vẻ thôi ha con. Dạ dạ. Vui vẻ. Đây có mấy cái chám mãng cầu rồi cô chú, sa ghi luôn. Rồi bắp chuối rồi. Tỏi. Bên đây là bán đồ chay. Đây tàu hũ chay rất ngon cô chú. 10, 12 là 22, 22 với 12 là 34 nè. Có từng hộp nữa ngon quá luôn. Ôi gái ơi, đừng buồn gì nha, quên mất tiêu rồi. Mời ăn nha. Mời có gì mới vậy? Bữa nay mời anh Tường rồi chú. Hôm nay có chả, bánh cuốn, nói chung là đây bán một đồ chay rất ngon nè cô chú. Tàu hũ nè, tàu hũ chiên và tàu hũ không chiên, tàu hũ tươi rất ngon nè. Từng hộp nữa kìa, từng hộp này thấy làm ngon quá nè, đặc biệt luôn. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, mua mai bán đắt tiếp theo. Với hôm nay mình bán cho hết hàng này luôn coi. Có may mắn gì đang bán hết hàng này luôn. Này mật ong hay gì cái chai này? À mật ong cô chú ơi, mật ong quá ngon luôn nha. À chào cô. À hôm nay sao đặc biệt ở đây mình có bán cao nè, cao này hiếm lắm nha. Lúc này nhiều khi bây giờ bà con sử dụng ba cái cao kiển gì đó cô. Cái này thì đâu có chất lượng bằng này ha, cái này chất lượng à.
nay cao ăn nha cô chú. À, cao kiển ăn không có được đó. À cái này mình gói sẵn cho bà con luôn hả? À tiện quá ha. Cái này mình tính mỗi cái là bao nhiêu tiền ha, mình bán là sao? À vậy ha. Rồi thôi chúc sức khỏe cho cô nha, bữa nay bán cho thật nhiều cao cô gói sẵn luôn nha, gói hoài cho mỗi tay luôn nha. Rồi. Cảm ơn cô luôn. Còn mấy tà 75 nè, cô ơi 75 nè. Ổi con rồi bán rất ngon nè, ổi ruột hồng luôn nè nha cô chú. Đây, ổi ruột đỏ đây, 7.000kg, mày dơ là mày dơ. Bình dân luôn nha, có bọc giấy kiến rồi sạch sẽ, ngon lành luôn kìa, an toàn thực phẩm luôn nha. Nó cô cũng giới thiệu sản phẩm đó mà vô ngại vô kìa, lúc nào cô cũng có nụ cười trên môi. À nếu mình đi chợ Trường An này không ghé ủng hộ ổi là rất ổn luôn đó, cô chú. Quá ngon luôn nha. Quan trọng là cái ngon đầu tiên đó là vui cười, đó là ngon đầu tiên đó nha. Rồi chúc sức khỏe nha cô, rồi mua mai mắt tiếp theo nha. Đây có bánh cam, con này bán ngon quá ta. Bánh cam, bánh chuối. Quá ngon luôn. Đi vô đây mua bánh cam, bánh chuối nè, bên phải đó, vô nhìn kỹ nè. Ở đây thì nó bị gao nè, nó hơi cao một chút, cô ở đây thì hơi thấp hơn chút. Là nhìn là thấy liền luôn. Cảm ơn cô nha. Chúc cô nha. Này có hột vịt lợn nè, trứng gà. Chúc cô thật là nhiều hạnh phúc nha. Đặc biệt là có rau găm nè nha. Rau lan à. Kìa có cô này kìa, bán rau lan rất ngon nha. Mình thấy rau lan ở chợ Trường An mình nè, cộng nào cũng thấy ú không đó luôn á, quá ngon luôn. Rồi bây giờ sao, giờ xong rồi đó, chắc để nước mình ngâm qua đi không ạ? Giờ gì ngâm nước phải không? Vậy đi cho bà Tư vô. Bây giờ làm xong rồi đó, bây giờ em đi mua đồ mà kia không? Bây giờ làm xong không ấy hả? Bầu vậy hả? Không biết con vớt nha, anh không biết. Em đi mua đồ mình phải tới. Dạ em ơi, 30.000 đi chị. À chào chị Hai, hôm nay mình thấy có bông su đũa quá ngon luôn nha. À, chị Hai là lặt sẵn luôn kìa, quá ngon luôn nè. Cái này là mình nấu cái gì ăn ngon ha vậy chị? À nấu cái chua, nấu lẩu nha, mà hình như nấu cá linh đó, có chị Vinh chắc ngon lắm ha, nấu chua mà chua gì ngon ha, cơm mẻ hả mẹ? À mẹ hả, mẹ ngon lắm nha cô chú. Cô này nói nè, mà nhất là để cái lẩu ha, bắt đầu trụng vô từ từ ha, quá ngon luôn. Mình kể mà mình muốn thèm luôn cô chú ơi, quá ngon. Rồi chúc sức khỏe cho hai cô nha, luôn có sức khỏe dồi dào và bán thật nhiều hàng ha, gạo rồi thêm gia đình mình hạnh phúc, rồi sau này con cháu hiếu thảo với hai cô luôn. Dạ. Rồi chào hai cô, quá ngon luôn. Có bông điên điển nữa rồi cô chú. À bông bí hả? Đây đây trời, bông bí màu vàng tư hực hở quá ha. Quá đẹp luôn ha. Cái chợ mình thấy nhỏ thôi ha, dài thôi mà thấy bà con rất thân thiện đó, vui vẻ luôn nè. Coi nè, nó bông điên điển rất đẹp không? Rồi, bông chưa đổ rồi. Quá đẹp luôn ha. Kìa đó, con bển cũng rất vui luôn ha. Ở đằng xa luôn đó mà như vẫn tham gia luôn đó. Chợ mình mà bao nhiêu người tham gia vậy chắc vui lắm luôn nha. Rồi cảm ơn hai cô nha. Rồi đi tiếp theo. Con thiệt
tình ta mua mà không ăn thôi. Nửa trái à mẹ. Dạ ăn đi. Nửa mẹ ăn trái đi rồi. Thì khác mà, máy khác mà. Rồi nói chuyện cũng khác nhau mà. Chào cô, hôm nay mình bán gâu ghém quá ngon hả cô? Ủa, quá ngon luôn, đặc biệt là gâu ghém chuối nè. Gâu ghém chuối nè. Ngon quá. Thường thường mình làm gỏi gì ngon hả cô? Dạ, vậy hả? Dạ. Rồi, rồi mình bỏ gâu thơm gì vô cho nó hợp hả? Gâu găm hả? À, đúng rồi, giống như hột vịt lợn phải dùng với gâu găm ha. Nếu mình khác gao rồi nó mất cái ngon đi ha. Ờ, đúng rồi. Thầy gia ngộ ta. À, dân gian mình với bà con đó sáng tạo nhiều cái hay quá ta. Bỏ chặt ra không. Còn nấu canh chua là bỏ cái gì ngon cô? Gao ôm với gao gò gai. À, mà gao ôm chắc ngon hơn à. Nó độc hơn ha. Tùy theo chuyện để xài ha. Dạ, quá hay luôn nha. Cô này tuy gần bán nè mà cổ bán hoài rồi bà con cũng góp ý với các thứ là giờ cổ biết chân đó. Cái gì bỏ gì ngon là cổ biết chân luôn đó. Quá hay quá giỏi luôn. Rồi chúc sức khỏe cho cô, món bán thật nhiều và thật nhiều. Dạ cái gì cô cũng biết đó nha. Đặng bà con không biết hỏi cô chia sẻ. Biết nhiều nhưng mà bán phải nhiều nữa. Rồi thì đó bán nhiều mới biết nhiều hơn nữa. Rồi nha. Cô vui lắm nha. Mai mốt có đi chợ Trường An thì ủng hộ gao cho cô nha. Nhất là cô ghép. Gâu ghém rất ngon kìa, cái bắp kìa, cô lặt ra kìa, bắp non non trắng tươi luôn con kìa. Dạ, cô không có hà tiện nha, cái nào mà thấy đen đen là cô bỏ à, đen đen cô bỏ à, còn trắng tươi không kìa. Quá ngon, nếu mình đi chợ này mà không mua gâu ghém của cô là rất ổn đó nghe cô chú. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. À, cô bên đây chiên bánh cam này, để mình qua đây coi. À, chú chiên luôn. À, chiên sơ sơ mà nó nổi lên đẹp quá kìa cô chú. Nó nổi ở trên kìa, màu vàng kìa. Từ từ nó ra màu vàng tươi luôn. Ngon quá luôn. Mỗi miếng khoảng nhiều tiền vậy cô? À, bình dân quá ha. Còn bên đây bán ký cô? Khoai lang mình chiên. Bán ký nhiêu cô? Dạ, 500 cũng như 50 ngàn ký nè cô chú. Ký nhiều lắm luôn á. Vậy cảm ơn cô ha, chúc sức khỏe cô và mai mốt chiên gấp 2 gấp 3 lần cho mỗi tay luôn ha cô. Dạ, dạ. Chiên mỗi tay luôn. Vui lắm nha cô chú. Chợ Trường An mình bên đây là bán giày dép nè, cũng thấy nhiều lắm. Các loại giày dép luôn. Chào chị hai. Ba trái xoài ngon quá cô chú ơi. Xoài này chưa mà làm nước mắm ha. Nước mắm bắt đầu gọt ra ăn chưa ngon luôn đó. Rồi bà, các cháu rồi các cô chú anh chị muốn ăn giỏ thêm giỏ nè. Giỏ chừa ít ít thôi nó không đắng nó ngon luôn. Tùy theo. Ở này sản phẩm nhà mình hay gì vậy cô? Nhà là chú ơi. Vậy hả? Bên đây hả? À, vậy hả? À, vậy cũng được quá, đậu bắp của cô, nhà luôn này xài của cô luôn, chuối cao cũng của cô luôn. À, được quá ha. À, mình có mỗi ngày mình bán thường ngày không vậy cô? Dạ cũng được, mai mốt bà con. Dạ, bà con biết mai mốt bà con lại đây là gặp cô để mua à. À, tiện quá ha. Rồi chúc cho cô vui vẻ, gia đình mình hạnh phúc nha. Rồi mai mốt có nhiều sản phẩm này đang bán ra chợ bán nha cô. Dạ, rồi đi ra đem ra nhiêu là về hết luôn, không có cầm về đó nha. Dạ, dạ, vậy ha. Rồi, cảm ơn cô nhiều á. À, cô có mấy con kìa cũng ngon. Năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay được nhiêu? À, vậy mà còn khỏe quá ha, vậy cũng được ha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều á. À, bên đây cô này bên đây cũng có đấy là cũng rất vui vẻ nè cô chú, rất vui vẻ đó. Mai mốt có mua dịch rồi đó lại đây ủng hộ cho cô nha. À, Trường An rồi, chợ Trường An nha.
nhớ tiệm tác tiệm rau cải nha. Dạ. Nó quá hay luôn. À, cô này bán cá ngừ rất ngon nha cô chú. À, con ti gần goi goi vừa vừa đó, lã này mình mua về vừa sử dụng luôn nè. Nhiều khi to quá sử dụng nó không hết, còn mấy con này goi goi không ngon quá luôn nè. Ngon luôn á. Đây bên đây có cá hú rộng gục xì luôn. Có mấy con cá lóc quá mập luôn nha, 4 con nè. Con chắc mấy con bự này 1 kg ngoài nha cô chú, con này cũng cả ký vậy. Có mực kìa, mực cũng ngon luôn. Thơm. Đây có mình biết sao mai mốt mình bà con bếp nói tôi thấy chị ở trên YouTube nè, tôi lại tôi mua ủng hộ chị luôn, mua cá cho chị luôn. Tại cũng có nhiều bà con nói vậy á, nhiều bà con nói quay YouTube với giờ bán được. Có nhiều người càng tốt. Chả ngon quá nè cô chú, có muối tiêu luôn. À, cô bên đây có bán cá mòi luôn cô chú ơi, cá mòi. Bên đây có mấy con cá phèn sẵn luôn, cá lăng. Phèn cá lăng luôn chứ. Đây có cá lăng, cá chị Vinh luôn, cá bông tượng luôn. À, đặc biệt mình thấy còn có con cá he nè, đang lội tung tăng trong nước luôn kìa, thở kìa. Đẹp quá ha. Cô có bán luôn cá sét nè, cá sốc sập luôn, cá này kho ăn béo luôn nè. Còn bên đây mới hay hơn nè, cá mây gỗ với cá hồng dạnh luôn kìa. Ôi hay quá, hổm rày mình ít gặp cá mây gỗ nha. Giờ còn cá mây gỗ cũng em quá ha. Rồi chúc cho cô để lên vui vẻ hạnh phúc ha, rồi mua mai mắn đắt, gia đình hạnh phúc, rồi con cháu hiếu thảo với cô luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Bên đây cô này cũng bán, có bán cá lăng cá lóc luôn kìa. À bên đây có mấy con cá, có mấy con cá tài tượng rất ngon luôn nè cô chú, bự lắm nha, con này chắc ký mấy luôn á. Có cá lồng tông, cá bóng luôn. Tại cũng có một cá gỗ phì bự nữa kìa, ngon lắm luôn. Hai con cá gỗ phì bự luôn. À đây có mấy con cá phèn với bàn cá sủ ngon luôn nè cô chú ơi, ngon lắm luôn. Bên này thấy cá lồng tông, lồng tông với cá thiểu ngon lắm luôn. Mua cá về về cháu. À cũng được ha, cá lồng tông ngon quá luôn á. Cá lồng tông cắt đầu sẵn tiện cho bà con quá luôn nè. Đủ quậy luôn nha, trưa nay về kho khô bỏ tiêu bỏ hành vô nhẹ một chút nha, ăn cắt ngon lắm đó. Gì vậy?
Để bán nhiều cả lần quá nè. Đây mấy cá chạch rất ngon luôn à. À, bên cô này đang cắt cắt cơm sẵn luôn rồi. Trưa nay bà con mua về tiện dữ ha. Cơm mặn ăn rất ngon luôn nè chú, cá lóc đồng luôn kìa. À, ngon lắm. Này khoảng nhiêu ký vậy cô? À, cũng bình dân ha. Rồi cắt cắt cơm mình cơ. À, cũng được ha. Này cô cắt sẵn rồi, tính ra cũng đâu có mắc đâu. Bỏ muốn phần nữa luôn rồi. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Đây. Để tới trưa bán hết hàng này luôn nha, về sớm nha. Thôi chú Sáu Cà Me cũng xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu Thảo chào cô chú anh chị và các cháu, chào.